À. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi vị tướng đó là ngũ không, mình đi rừng nhá. Em đang xem mình ủng hộ mình một like, một đăng ký kênh để mình có thể phát triển kênh ra những clip hay hơn nha anh em. Cùng với trận đấu này ngày của hôm nay của chúng ta nha anh em. Bảy cái anh em ạ. Ok, let's go. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Chơi cũng không thì anh em cứ lên cho mình ba cái gạc này đầu tiên nhá. Thắng bại tại anh em. Anh rồng chưa kìa. Xanh luôn. Em này ngộ không mà gõ được chúng thì một gõ chắc là bay màu 50 người. Bô không là ba chiêu gì nhỉ? Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, trận nào cũng gãy vai. Đứng đầu luôn anh em ạ. Mà yêu mình em. Dragon and Slayer have appeared. Khó rồi, khó rồi, khó. Vãi. Ơ, chơi kiểu gì nhỉ? Defeated.
Dragon Lane Tower is under attack. Been defeated. An enemy has been defeated. Slayer Lane Tower is under attack. You'll remember me when I'm done with you. Slayer Lane Tower is under attack. Run away. Tụi này. Tấn công trụ. Đem chạy lằng quá lằng ngoằng, khó đánh quá. Our Slayer Lane Tower is under attack. Your tower has been destroyed. Dragon Lane Tower is under attack. Onslaught. Ok, clip mình nên kết thúc hẹn anh em clip tiếp theo nha. Thank you anh em.